Xã Vĩnh Thanh là một trong những xã trồng lúa nước của huyện Nhân Trạch. Đây cũng là địa phương nổi tiếng với món cốm dẹp nức tiếng của Đồng Nai. Những người cao niên trong vùng cho biết, xưa kia vào dịp rằm tháng 8 âm lịch là mùa lúa nếp đỏ đuôi. Người trồng lúa thường chọn những bông lúa nếp vừa chín tới, hạt chắc mẩy về làm cốm. Ngày nay, do nhu cầu tiêu thụ cốm dẹp tăng cao, nên ở địa phương có nhiều hộ chuyển hướng làm cốm dẹp truyền thống sang ứng dụng các loại máy móc hiện đại. Gia đình ông Nguyễn Thanh Trí, ấp Sơn Hòa, xã Vĩnh Thanh là một trong những gia đình còn duy trì nghề làm cốm dẹp truyền thống. Việc đầu tư máy móc đã giúp cơ sở của gia đình ông sản xuất được nhiều hơn, đỡ vất vả hơn so với làm thủ công trước đây. Mỗi ngày, cơ sở của ông Trí có thể sản xuất từ 2 đến 8 tạ cốm dẹp, tùy theo đơn đặt hàng của khách. Tuy làm với số lượng hàng lớn, nhưng không vì thế mà làm mất đi hương vị đặc trưng của cốm dẹp vùng Vĩnh Thanh. Cốm dẹp này là do thời ông bà tôi, cũng như là các quý phụ và từ Bắc vào Nam đã đem cái nghề cốm dẹp này vào trong này. Hồi đó thì là làm bằng hoàn toàn thủ công, thì một ngày chỉ được cái chừng trên dưới 10 ký thôi mà rất vất vả, nhưng mà qua quá trình thời gian rất là dài, mấy chục năm trời, đời cha ông đã cải tiến, giờ có áp dụng máy móc, những kỹ thuật cơ khí vào trong cái ngành nghề, đâm ra cũng đã cải thiện được rất là nhiều cái công việc mà thay ra sức người và hiệu quả lao động nó cao hơn. Bí quyết làm cốm dẹp của mỗi nơi mỗi khác nhau, nhưng theo ông Trí chia sẻ, để cốm được dẻo thơm, đầu tiên là nhập lúa đã phơi khô, rồi đem ngâm trong 2 ngày liên tục để loại bỏ các hạt lép. Sau đó lúa được đem đi luộc, nhưng chỉ luộc chín 50%, rồi chuyển sang công đoạn rang chín, tách vỏ, chà xát cho hết cám. Cuối cùng cốm đem đi ép cho dẹp lại, rồi mới trộn màu sấy khô. Đối với người làm cốm, công đoạn nào cũng quan trọng, chỉ cần một công đoạn bị sai sót thì xem như mẻ cốm đó phải bỏ đi. Mình vào Nhân Trạch sống và làm việc thì cũng đã được hơn một năm nay. Nhưng mà mình cũng rất là nhớ cái món ăn ở ngoài Bắc á. Thời gian gần đây thì mình cũng biết là ở xã Vĩnh Thanh có cái nhiều cơ sở sản xuất cái món cốm dẹp á. Thì đây cũng là món ăn phổ biến ở ngoài Bắc. Và từ đây thì mình cũng có thể chế biến được nhiều món ăn ngon. Hương vị của món cốm dẹp này thì cũng ở trong Nam này thì cũng không khác biệt so với ngoài Bắc là bao nhiêu. Cho nên là giúp cho những người như mình xa xứ như mình thì có thể cảm nhận được cái hương vị của quê hương. Trên địa bàn xã Vĩnh Thanh hiện có 6 cơ sở sản xuất cốm dẹp, chủ yếu tại ấp Thành Công và ấp Sơn Hà. Chính quyền địa phương cũng đã có những hỗ trợ để giúp cho thương hiệu cốm dẹp Vĩnh Thanh ngày càng phát triển hơn. Hiện nay là 6 hộ này cũng đã được các ngành là khảo sát đưa vào cái danh sách là cơ sở công nghiệp nông thôn, gọi là khuyến công. Trong đó thì có 2 trên 6 cơ sở được trung tâm khuyến công tỉnh là hỗ trợ máy móc, thiết bị trị giá là 300 triệu đồng trên một hộ. Thì đồng thời đang tiếp tục là vận động các hộ dân hoàn thiện hồ sơ để xây dựng cái sản phẩm OCOP, và dự kiến đến năm 2025 sẽ là vận động thành lập cái hợp tác xã cốm dẹp trên địa bàn của xã Vĩnh Thanh. Nghề làm cốm dẹp không chỉ duy trì một nghề ẩm thực truyền thống đối với vùng trồng lúa Vĩnh Thanh, mà còn góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho nhiều hộ nông dân nơi đây.